XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch, đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào khán giả của X-Channel với chuyên mục hỏi đáp đồng hồ. Câu đầu tiên tôi muốn hỏi anh Dương câu này của câu của tôi. Tôi thì biết anh là người đang có vợ rồi, thế giả sử bây giờ cái trường hợp là mình đang chưa có vợ, người yêu cũ thì quay lại mà anh lại đang có một cái cô người yêu mới thì anh chọn ai? Chắc chắn là mình phải chọn người yêu mới rồi, bởi vì người yêu mới sẽ là người ta sẽ đi cùng với mình ở trong tương lai, còn người yêu cũ ấy là những người mà đã đi cùng mình ở trong cái khoảng thời gian nhưng mà trước đó rồi, trước đây là không mình đi cùng với mình đã rồi. Có tình cảm rồi cơ mà thì tại sao bây giờ không lựa chọn? Mình đã từng thích từng yêu cơ mà. Bởi vì là những cái gì mà nó cũ rồi dùng rồi là thường là anh thích. Đúng rồi. Thế bây giờ chuyển sang chuyện đồng hồ, chuyện điện thoại đi. Tôi có một cái iPhone 7 cũ và một cái 6S Plus mới. Anh chọn cái nào? Đối với cả cá nhân tôi thì chắc chắn là tôi sẽ chọn 7 cũ thay vì chọn iPhone 6S Plus hàng mới. Tức là người yêu thì là chọn mới, điện thoại chọn cũ. Thế bây giờ đúng rồi. Nói xa nói gần, quay về cái chuyện đồng hồ. Bạn Tạ Chiếu Minh hỏi là nên mua Rolex cũ hay FC mới? Cũng là cũ và mới nhá, thì sang cái đồng hồ thì anh chọn cái nào nào? Đối với cả đồng hồ ấy thì thực sự là cái câu trả lời sẽ rất là khó, bởi vì là bây giờ một cái Rolex cũ và một chiếc FC mới đi, Ferris Constant, với mức giá là bằng nhau đi. Mặc định nhá, cứ cho như là cái trường hợp này là bằng nhau về giá nhá. Mặc định, đúng rồi. Nếu mà đối với cả cá nhân tôi thì tôi sẽ chọn chiếc Rolex cũ, bởi vì là đối với cả cá nhân tôi thì tôi thấy là thứ nhất là khi mà tôi chọn những cái chiếc đồng hồ Rolex cũ ấy thì thứ nhất là nó sẽ được về cái mặt thương hiệu. Thứ hai nữa là nó sẽ phù hợp với cả cái độ tuổi của tôi. Đấy là tôi cảm thấy như vậy. Và tiếp theo nữa ấy, là tôi thấy rằng là cái việc bạn Tạ Chiếu Minh hỏi là nên mua đồng hồ Rolex cũ hay là FC mới thì đầu tiên phải phụ thuộc vào cái sở thích của bạn đã, và cái đồng hồ nào nó phù hợp với cả bạn. Đấy là điều đầu tiên đã. Thứ hai nữa ấy, là xét về mặt thương hiệu. Và thứ ba nữa là xét về mặt độ bền. Đấy, nếu mà về cái độ mới này, độ có thể gọi là độ bền cũng như là được bảo hành dài lâu hơn thì chắc chắn là đồng hồ mới. Tóm lại là nó sẽ anh được bảo hành lâu hơn rồi. Anh tôi phân tích thế cũ. Thì là anh vẫn phân tích là chọn Rolex cũ. Đúng rồi. Tôi thì khác. Tại vì tôi có nhìn cái hình Ava của bạn thì tôi thấy bạn cũng có vẻ khá là trẻ. Thì có vẻ như là tầm tuổi tôi thôi. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chọn Rolex có vẻ là bị già. Bởi vì tôi nghĩ rằng những cái người trẻ ở độ tuổi mà mới khởi nghiệp chẳng hạn thì những cái gì nó là đẳng cấp, những cái gì nó là xa hoa mình để dành là mục tiêu. Còn hiện tại tôi thích FC hơn. Nó mới này, nó có sức trẻ, bởi vì FC là một thương hiệu rất là mới nhưng lại tạo được những thành tựu rất lớn. Thì tự nhiên có một cái nét tính cách gì đấy nhá, nó giống với cái tuổi trẻ của mình. Thì tôi nghĩ rằng là FC mới và cái đồ mới thì nó còn zin, nó rất là sướng. Mà mình thì đàn ông thì đương nhiên là mình thích lần đầu rồi. Cái gì là lần đầu là mới là mình cũng thích. Mà về máy móc và chất lượng thì nó hoàn toàn đảm bảo. Thì nếu là tôi lựa chọn thì tôi vẫn nghĩ là FC mới, bởi vì là tôi e rằng là nếu mà mua đồ cũ ấy thì phải là một người có kiến thức rất là dày dặn. Đúng, chính xác. Phải là người có kiến thức thì mới lọc và mới hiểu được cái độ cũ đấy nó có đảm bảo để dùng tiếp hay không. Còn nếu là một người dùng phổ thông bình thường thì nếu mà chọn đồ cũ khá là mạo hiểm. Mấy ạ, tôi cũng khuyên các bạn là nếu mà bạn bắt đầu chơi đồng hồ, mới chơi đồng hồ ấy, thì tốt nhất là nên mua hàng mới, bởi vì là nó sẽ được bảo hành khá là lâu. Còn nếu mà mua hàng cũ ấy, ví dụ bạn mua trao tay chẳng hạn, bạn có thể mua qua ông A, ông B, ông C nào đó và chắc chắn là bạn sẽ không được bảo hành rồi. Có thể là họ sẽ chỉ bao test cho bạn trong khoảng 1-2 ngày thôi. Cho nên là bạn Tạ Trường Minh thân mến, là chúng tôi thì cũng tham khảo thôi. Đây, anh Dương thì Rolex cũ, tôi thì FC mới. Vẫn không có một cái đáp án nào cụ thể cho bạn, bởi vì cái này rất là khó. Thì chính bạn mới là người là chủ nhân của chiếc đồng hồ đấy, thì bạn hãy là người lựa chọn. Chúc bạn sẽ lựa chọn sáng suốt. Câu tiếp theo, bạn Thuận Hoàng Minh, series hay nhưng cần một khung giờ cố định. Lên cho series này giống như hỏi đi đáp luôn. Đầu tiên là một lời cảm ơn nhỉ. Và chắc là bạn Thuận Hoàng Minh cũng là người theo dõi tôi ở trên series hỏi đi đáp luôn ở trên một kênh điện thoại. Thì đầu tiên là cảm ơn bạn Thuận Hoàng Minh, bởi vì bạn đã khen chúng tôi cũng như là theo dõi series hỏi đáp luôn. Ngoài ra nữa thì hiện tại series hỏi đáp đồng hồ của chúng tôi sẽ cố định phát sóng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 và có thể sẽ vào chủ nhật, nếu mà ngày hôm đó mà chúng tôi bị chống video thì chúng tôi sẽ cho một video hỏi đáp đồng hồ vào hôm đó mà anh Dương bị vợ giận chẳng hạn, thì có thể rảnh sẽ làm lên vào sáng chủ nhật. Còn
Bạn muốn nói là cái series này nên giống đi, giống hỏi đi đáp luôn thì cũng không biết là bạn muốn giống ở điểm nào, bởi vì dù sao thì nó cũng có những cái nét khác biệt nhất định, đúng không? Thế thì các bạn là những người xem thì chúng tôi là những người làm, mà người làm thì đôi khi cũng chủ quan, không hiểu rằng là khách hàng thực sự muốn gì. Thì nếu các bạn có những ý kiến nào đóng góp, muốn series này có thêm điều này điều kia thì hãy sẵn sàng chia sẻ với chúng tôi, và chúng tôi lắng nghe và chúng tôi sẽ cố gắng để phục vụ đến các bạn những cái sản phẩm tốt nhất, đúng không anh? Chính xác. À, câu tiếp theo nhé. Bạn Bùng Tony cho hỏi đồng hồ Orient hay có lỗi gì không? Chết anh ạ. À. Chúng ta bán đồng hồ mà chúng ta lại nói về cái lỗi của sản phẩm thì cũng là căng đấy. Nhưng mà thôi, bạn ấy hỏi thì chúng ta có trách nhiệm trả lời. Xin mời anh. À, đồng hồ Orient, cái lỗi lớn nhất của nó mà rất nhiều bạn hay gặp phải, rất nhiều bạn hay mang đi bảo hành, đó là lỗi vào nước. Đó là cái lỗi lớn nhất của đồng hồ Orient. Những cái này là mình thống kê được từ phòng kỹ thuật, đúng không anh? Đúng rồi, tôi thống kê được ở phòng kỹ thuật. Nghĩa là các bạn mang những chiếc đồng hồ Orient đi bảo hành về lỗi vào nước rất là nhiều. Nhưng mà các bạn yên tâm, bởi vì sao? Bởi vì là đồng hồ khi mà chúng ta mua, chúng ta được bảo hành 5 năm cơ mà. Chúng ta sợ gì nào, đúng không nào? Bây giờ thứ hai nữa là kể cả lỗi có thể là do nhà sản xuất, hay là kể cả thậm chí là bạn vô tình bạn quên đóng đúng đồng hồ lại mà để cho nó vào nước chẳng hạn, lỗi do bạn thì vẫn được bảo hành các bạn, nên bạn sợ gì, đúng không nào? Cho nên là nói cái chuyện lỗi thì nó có hai khía cạnh, một là lỗi nhà sản xuất, hai là lỗi người dùng. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Thế còn ngoài cái vào nước đi ra thì là phổ biến nhất rồi, đúng không anh? Đúng rồi. Thì còn những cái gì khác nữa? Ngoài cái lỗi vào nước ra thì hầu hết là đồng hồ của chúng ta, các hãng thì nó cũng sẽ có những lỗi chung thôi, có thể là những lỗi vặt nhỏ bên trong đồng hồ, nhưng mà những cái lỗi này thì nó rất ít khi xảy ra, nó không nhiều như là cái lỗi vào nước giống như ở trên đồng hồ Orient. Đó. Cho nên là tôi nghĩ rằng là những ai mà đã mua Orient, đã sở hữu Orient rồi chắc là cũng sẽ hiểu cái đồng hồ của mình nó mạnh cái gì, nó yếu cái gì. Thì vấn đề là mình mua rồi, mình thích rồi thì không phải là mình bây giờ mình biết nó lỗi thì mình vứt bỏ, đúng không anh? Đúng rồi. Mà mình phải dùng cẩn thận. Mà tôi cũng nói luôn với cả các bạn rằng là cái này nghĩa là cái xác suất xảy ra việc vào nước là nhiều hơn những hãng đồng hồ khác thôi, chứ không phải là bất kỳ con Orient nào cũng bị tất nhiên, vào nước đâu. Cái đấy tôi nghĩ người dùng hoàn toàn hiểu. Và đó cũng là những cái chia sẻ của chúng tôi. Một số hỏi đáp cũng khá là nhanh và không khí thì cũng khá là vui vẻ. Hy vọng là chúng tôi còn sớm gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!